anh em muốn kiếm tiền online đơn giản mà không bị lừa đảo, hãy đến ngay clmmvip.me, hệ thống chơi chẵn lẻ Momo, hoàn toàn tự động mà còn dễ dàng tham gia. Link mình để dưới phần mô tả nhé. Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình đây, từ đường phố đây mọi người nha. Xin chào anh em game hiện tại tài chính, mình từ đường phố đó bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì trước khi vào video thì chúc anh em xem video vui vẻ và đầu đừng quên like, share, theo đăng kênh không phải xin nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay tiếp tục một hành trình công chiếu mới bên kênh từ đường phố anh em. Đầu tiên thì trước khi vào video cho tôi thì lời cảm ơn đến bạn là có Facebook là Trần Công Tuấn, người đã đồng hành và tài trợ con hàng này để cho tôi có thể quay được clip ngày hôm nay anh em. Các bạn đồng tiêu đề biết rồi, hôm nay sẽ là clip vô cùng đặc biệt anh em. Thứ nhất là chốt quà event cho anh em nhé. Sau đây tôi sẽ nhập code vào vui chơi của sự kiện ở con nạc này anh em. Hôm nay chúng ta sẽ tiêu phí 100k kim cương ở con nạc này và quẩy 600 thùng bia anh em, để xem có gì đặc biệt không. Ok, giờ thì let's go từ vấn đề 1 anh em. Đầu tiên thì sẽ đi công bố event tặng code gù su tối qua anh em. Hôm nay tôi muốn vào trở lại hỏi các bạn là anh em thích công chiếu hơn hay là mini game này hơn. Đó, để bắt đầu từ ngày mai tôi bắt đầu buổi công chiếu ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu trở lại. Đấy, nếu các bạn thích tặng trên công chiếu thì tôi sẽ ném trên công chiếu, mà anh em thích làm kiểu random mini game này thì anh em cứ nói nha, thì tôi biết được tôi làm nha. Ok, giờ thì đi công bố đã anh em. Ok, đây các bạn, đâu rồi ta, đây anh em, đây video tối qua đây, đây là video tối qua anh em, rồi sao chép. Ok, ở video hôm qua thì tôi có hỏi anh em ai là đội trưởng đội 1 của bang dâu trắng đó anh em, đó chính là Marco, cái này không nói chắc là anh em cũng biết hết rồi. 19 người, ok xem nào. Chào anh, chúc anh có được nhiều người. Ok, cảm ơn bạn Văn Nguyễn nhá, bạn tham gia sai trời, tiếp tục nào. Marco đội chuyển, ok chúc mừng lại khóc rồi. Người đầu tiên vừa đồng check out, thôi thông tin gửi qua Facebook tôi nhá, tôi sẽ gửi qua cho bạn. Ok, một người. Người tiếp theo. Chào anh, hội pizza, ok chào em nhá, hôm nay không comment chuẩn rồi, sai rồi. Chào anh, buổi tối vui vẻ, ok, chào em nhá. Anh ơi cho em quà đi, em nghèo lắm, mới có được 4 ngày, ok. Chào anh, ok, chào em nhá. Ok, chào Nguyễn Công Nguyễn nhá. Ok kìa, đội trưởng đội mượn băng mà. Ủa, thế Facebook đâu bạn ơi? Thiếu Facebook rồi, bạn này thiếu Facebook rồi anh em. Rồi, Nguyễn Quốc Hải, người tiếp theo, chúc mừng bạn nhá. Rồi, ok. Chào em qua đẹp với, chào Tuấn Hoàng nhé, em phải tham gia sự kiện thì mới có chứ. Tôi đâu có xem là sao. Ok. Rồi, Đức Anh Trần, Marco, Trần Đức Anh. Ok, chúc mừng em. Vậy chúng ta tìm được 3 người rồi anh em nhé. Ok, giờ thì quay trở lại video nào. Ok, xin chào tất cả anh em đến buổi công chiếu tôi. Các bạn một lòng cho tôi xin một like và một subscriber là anh em. Ok, cảm ơn rất nhiều. Giờ thì tôi vừa tìm xong 3 người trúng giải của ngày hôm qua rồi. Anh em vui lòng check out thông tin gửi qua Facebook cho tôi nhá. Sau đó thì tôi sẽ gửi quà cho anh em. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi quẩy tiêu phí 100k kim cương ở con làng này anh em. Sau đó thì sẽ cùng nhau quẩy sự kiện luôn gọi nha. Đấy, lốc 600 thùng bia. Đầu tiên thì nhập code mới anh em, có đen dùng chung mới. Đây. Đấy, nhập code mới anh em. HT0111. Rồi. Ủa. Quên anh em, HT tôi ghi thành BT anh em. Và sao nó không đúng là đúng rồi. Rồi, ok các bạn. Xong. Con đem mới đây anh em, nhận về nào. Rồi. Hốt code xong, giờ đi tiêu 100k kim cương anh em, giờ 135k. Ok, bạn chuột kêu tôi tiêu 100k thôi. Đó, tiêu đến mốc cán đúng mốc 100k anh em. Đây. Rồi. Giờ chúng ta bắt đầu nhá. Đầu tiên là lốc ngay 600 đây anh em. 60k đi luôn. 1 2 3 4 4 là được 200 thùng. Đủ rồi anh em nha thôi. Mua tuần sau chơi anh em. Rồi. 65k này. Ok, nói chung thì năng quanh tôi chẳng biết mua gì nữa, 65k. Sáu mươi lăm ở đây là bao nhiêu? 70, 75, 80, ở đâu? Chưa anh em. 75 ở đây vậy là năm lần là được 20k đúng không? Là 95. Rồi,
5 lần 95. Còn lại mua vào bọn đánh bot anh em, tiêu hớ mất 10k rồi. Hôm sau anh em đánh bot lại hồi lại được mà. Đánh bot thì lại hồi lại được anh em. Hơ tuyệt vời. Đấy, đi tiêu 100k kim cương bạn thấy nó nhẹ không? Tích thì rất là lâu anh em, tiêu rất nhẹ nhàng các bạn thấy không? Trời ơi nhẹ như không các bạn. Đó, 100k kim cương mà nhẹ như không luôn anh em. Đấy xong, hết 100k kim cương rồi các bạn. Đây anh em. Từ từ. Rồi. Đây các bạn, đây. Tiêu phí, ok. Đâu rồi. Đây anh em, 100k kim cương các bạn. Ô, nhìn phê đấy nhờ. Đây là đầu tiên tiêu nhiều đấy vậy đấy anh em. Quà này, quá trời quà luôn anh em. Ô, phê đấy nhờ, quá trời quà luôn các bạn. Hốt phát quà này về nào. Ô, chụp cho mèng ơi. Bê đấy nhờ, 100k nhưng mà quà rồi nhìn không khác. Ừ, nhưng mà lần đầu tiên được tiêu nhiều như vậy ạ. Ôi cảm giác nó vẫn rất là phê anh em, rất là remote. Ok giờ có quấy có 578 thùng đó á, tính sai à. Ok thì đi bot đi, bot kiếm thêm anh em, tôi thiếu mất hai mấy thùng nữa là đủ rồi. Chạy đánh bot không được thêm lần nào anh em. 5 thùng bia, ok 5 thùng bia đâu rồi. Ok à. Bất giỡn anh em. Không lẽ không được 5 thùng bia nào luôn à? Toàn cốc bia vàng vậy các bạn. Đây rồi, 5 thùng bia. Tiếp nữa nào. 10 thùng. Rồi ok, tiếp phát nữa. Một lần nữa thôi đủ luôn. Mong sao là đủ luôn. Đây là 78, đây mới là 88 anh em. Không lẽ đổi đây 3k này. Rồi ok đủ rồi các bạn, chắc chắn là đủ rồi này, đủ rồi anh em. 600 thùng đẹp luôn ạ, 600 thùng đẹp luôn. Rồi giờ tiếp theo chúng ta sẽ làm thử thách 600 thùng này để xem này được bao nhiêu cháu ấy anh em nhá, bao nhiêu cháu Lizin Ichiji anh em. Ichiji bắt đầu là ok anh em, cho xin một like và một subscribe ủng hộ tinh thần nào các bạn. Let's go, đập thùng nào. Mong rằng con ảnh này sẽ thay đổi một tí anh em, chứ mấy ngày nay nhà phát hành toàn thấy anh em kêu than thôi. Mong sao này con nhà phát hành sẽ ủng hộ con ảnh này anh em. Mong rằng sẽ lên được E3 hoặc là E2 hoặc ít nhất là cũng 10 sao ạ. Rồi, khởi đầu là bố già dâu trắng ra trận anh em. 60 thùng đầu tiên với sự xuất hiện bố già. Đập thùng thứ 70, 80, 90, 100 vẫn chưa gì thay đổi anh em. Một thùng đầu tiên được có bối bố già rồi à, 100 thùng đầu tiên là bối bố già anh em. Oh man. Tiếp tục nào. Uầy, chúng ta đang lượt vào lượt 200 thùng đầu, 100 thùng tiếp theo anh em. Ô 100 thùng một cháu này thì toang rồi các bạn. Cứ 100 thùng một cháu này hơi bị toang rồi anh em. Ô kìa, cháu tiếp theo đâu rồi? Được Kizaru ạ. Cũng là được thùng thứ 60 anh em. Ok đúng 100 thùng một cháu à. Toàn đấy nhờ. Ok toàn thế anh em, 100 thùng một cháu ạ. Tiếp tục Califa. Ôi đồ Flamingo anh em. Rồi mới được 3 cháu ạ. Ô cháu... đây đã phát 2 đồ Flamingo anh em, 4 cháu rồi. 200 thùng được 4 cháu S các bạn. Toàn thế nhờ. Chú cha. Toàn nha. Ok tiếp tục nào. MR1 à. Tiếp tục anh em. Ok tiếp tục. Ô, 100 thùng nữa sắp trôi qua rồi anh em. Ôi gặp đập con nào này xong nghe đen đấy nhờ. Nãy phải nhá hàng thử anh em. Ok nhá hàng thử phát nào. X1
X10 xem nào, có bớt hơn không anh em. Marco cháu số 5. 5 cháu rồi. Uầy, đập nghe buồn thảm đấy nhờ. Đi hết nửa chặng đường rồi anh em, mà chưa đâu vào đâu cả. Ô, chuyện thật như đùa, chuyện đùa như thật anh em. Chuyện thật như đùa anh em. Oh man, tiếp nào. Không né nào lại thấy thật. Ô kìa, được mua anh Marco ra, anh được mang anh Marco các bạn. Uầy, từ phút ra được Marco xong ỉm luôn ạ. À. Ô, 400 thùng được 5 cháu anh em. 6 cháu Kuma. Được 6 cháu các bạn. Đây là còn chưa muốn nói này, là chưa ra được Ichiji đấy anh em nhá. Chua ra 600 thùng này nghe hơi chua chát đấy nhờ. Tiêu mất cả 100k kim cương, 600 thùng bia để quyện cái sự kiện này. Mà nó lại làm như này thôi chứ anh em. Ok, thế này thì ai thì chấp nhận nổi anh em, ai có thể nghe được. Thôi nào. Ok. Úi giời. 7 cháu anh em. 8 cháu. Ra vớt à. Chắc 9 cháu, 10 cháu là cùng anh em. Đây rồi. Ok, lượt thùng thứ 470 các bạn đâu. 470. Anh Ichiji đầu tiên. Cũng là cháu này như cháu số 8 đúng không? Đang về ở đâu cho số 9 anh em ạ. Đang về vị trí thứ 9 anh em. Đang gần ở cháu tướng SS thứ 9 ra mắt anh em. Uầy. Đập 600 thùng nghe vá mồ hôi hột luôn ạ. À. Trời ơi, thế là vừa đủ lên được 10 sao ạ. Tí nhận một quà nữa vừa đủ 10 sao ạ. Đây. Đấy, bao giờ vội anh em hai cháu nữa. Đó, cũng được 10. Nói chung thì 600 thùng bây giờ chỉ đập ra số tầm 12 cho đến 18 cháu SS tùy vào ạc. Có những ạc còn ra nhiều hơn nữa. Nhưng bữa tụ tập có ạc gần 30 cháu luôn anh em. Nhưng mà nói chung giờ sự kiện Nami big quá, đây là ngày xưa thôi anh em, đó là câu chuyện của ngày xưa thôi anh em, chứ giờ là hết rồi các bạn ạ. Còn đâu nữa. Còn đâu cái thời oanh tạc mà đập 600 thùng bia cười cơ khớ được nữa các bạn. Đập xong là mừng rơi nước mắt. Bây giờ các bạn có 1000 thùng bia đập cũng vậy thôi anh em. Đây. Còn bấy nhiêu chứ nhiều hơn nữa thì cũng thế thôi các bạn. Nami bữa nay chuyển sang tiêu đề pick tài nguyên. Chắc tính để con game này ra đi rồi làm lại mấy con game khác anh em. Có khi nào vậy không ta. Ồ. Được anh em. Được. Tôi ghi nhận phát này anh em. Họ vớt được phát cuối các bạn, hai cháu. Ừ. Ghi nhận các bạn. Đây, đánh xong thì ở đây không có quả boss các bạn nhá. Đấy, như ngày xưa đánh đây là nó quả boss, giờ đánh xong là không có quả boss anh em. Đấy, chỉ được nhiêu này thôi. Ok, nói chung thì không biết nói gì các bạn vì quá đen rồi, thật sự không dám nói gì nữa. Đen quá trời luôn ạ, 600 thùng bia mà đập như rác anh em. Quá là tiếc nuối cho một con nạc anh em. Trời ơi. Đen quá trời luôn ạ. Không biết nói gì luôn. Ok thôi, cũng xong nhiệm vụ rồi anh em. Đó, đập xong thì chúng ta thu hồi về được mấy cháu? 6 cháu các bạn, nên là đúng 10 sao ạ. Không cần gì để bình luận. Ok thôi, video tôi kết thúc anh em tại đây nhá. Hẹn gặp mọi người clip theo cảm giác video kênh Tự Tử Đường Phố rất nhiều. Giúp anh em sẽ để kênh một like và một subscribe để channel phát triển nhá. Giờ thì bye bye. Xin chào tạm biệt hẹn gặp mọi người ở clip theo.